Em xin giới thiệu, đây là quạt máy để bàn, hàng bãi Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, model là Sharp BZ303SQ. Chiều cao của quạt là 80cm, cánh 30cm, lòng là 40cm. Quạt này sử dụng nguồn điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Đây là quạt cổ nha, nên không phải là quạt đời mới China xuất Nhật. Quạt tương đối khá nặng, hơi gió của nó mát như gió trời. Và số 1 được gọi là số ngủ. Vì sao gọi là số ngủ? Đầu tiên là cái cánh quạt nó không gây ra tiếng ồn. Cái thứ hai là gió liêu riêu như gió trời, làm cho mình dễ đi vào giấc ngủ nha. Ở đây nó có 4 cấp độ số từ thấp tới cao nè. 1, 2, 3, 4. Số 4 là gió mạnh nhất. Dù là số 1 hay là số 4 thì cái hơi gió nó phát ra không có gây hóc, không có gây khó chịu cho người sử dụng. Đây mình cùng xem ngoại hình của quạt nha. Em bán là dạng quạt cổ, không quạt không phải là những cái quạt mà đời mới China xuất Nhật, nên ngoại hình nó cũng không có còn gọi là đẹp xuất sắc lắm. Nhưng mà bù lại chất lượng của quạt cổ nó im hơn rất là nhiều so với những cái quạt đời mới sau này. Động cơ thì không gây ra tiếng ồn. Khi mà mình để trong phòng cho trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi, hay là mình muốn có một giấc ngủ ngon nhưng mà quạt không gây ồn cho mình á, thì mình sử dụng những cây quạt cổ như vậy. Các bác thấy không? Cánh quạt nó quay nè, không hề gây ra tiếng động luôn. Còn gió thì khỏi nói đi, mát liêu riêu như vậy á. Khi mà mình ngủ trong phòng máy lạnh á, cái hơi lạnh nó không đều, thì mình dùng cây quạt như vậy để trong phòng, để cho nó thổi hơi lạnh nó đều khắp phòng. Hoặc là mình ngủ trưa những cái trời nắng, trời hanh như vậy nè, mình sử dụng những cái quạt cổ như vậy không có làm cho mình khó chịu khi mà thổi cái hơi mát ra. Nó không có kèm theo cái hơi nóng. Độ bền cao, động cơ im ru, hơi gió thì mát như gió trời. Và cái này quạt này có tới 4 cấp độ số, số 1, 2, 3, 4. Thì số 1 thì là cái số mà gọi là im ái nhất, dễ đi vào giấc ngủ nhất. Còn mình muốn mát, thoải mái hơn nữa thì mình bắt số 4. Dù là số 1 hay số 4 thì cái hơi gió nó ra dặn mát rười rượi, làm cho mình thoải mái trong người lắm nha. Thân đế đều bằng nhựa nha. Còn nếu mà các bác có nhu cầu mà mua quạt á, mà có thân đế bằng gang sắt á, thì liên hệ với bên em qua số Zalo cũng như điện thoại 0931008099 để em tư vấn nhiều mẫu hơn nữa cho mình tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100% em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Quạt này thì em bán với giá là 1,6 triệu, và khi chuyển đủ thì em bao ship. Quạt này mình có thể tăng đưa được nha. Ở đây thì mình mở chốt ra mình tăng đưa thêm hơn một tấc nữa. Chiều cao của quạt là 80cm, cánh là 30cm. Tiếp theo, đây là mẫu quạt để bàn của thương hiệu Toshiba. Quạt này sử dụng nguồn điện 100V, model là Toshiba 1320F. Chiều cao của quạt là 60cm. Cánh là 30cm, lòng là 40cm. Toàn thân của quạt bằng nhựa. Đây là dạng quạt cổ nha, không phải là quạt đời mới China xuất Nhật, nên cái hơi gió rất là mát. Và cái cánh quạt quay động cơ rất là im ru, thích hợp sử dụng cho phòng lạnh để tản cái hơi mát cho nó đều khắp phòng. Sử dụng cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay những người mà khó đi vào giấc ngủ, vì quạt này nó không gây cái tiếng ồn, làm cho mình thoải mái, dễ ngủ hơn. Cái hơi mát như gió trời nó không làm cho mình khô hóc. Thời tiết thì đang vào mùa hè, nắng rất là hanh, mình sử dụng quạt Nhật như vậy vừa dễ ngủ, vừa mát, vừa thoải mái. Thì cái quạt thị trường của mình các bác cũng biết rồi đó, hơi của nó thổi ra rất là mạnh, kèm theo là vừa gió thổi mạnh vừa kèm theo hơi nóng, làm cho mình dễ bị cảm, dễ bị khó chịu. Và sau khi mình ngủ thức dậy á, cái hơi quạt làm cho mình á, lừ đừ trong người. Nhưng mà mình sử dụng quạt Nhật á, thì mình khắc phục được những cái điều đó. Nếu mà các bác nào thích về chất lượng, độ bền cao, quạt mát,
À, động cơ êm ru thì chọn những loại quạt như vậy. Còn các bác nào thích quạt mà về ngoại hình đẹp á thì mình có thể chọn quạt đời mới sau này. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100% em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Quạt của thương hiệu Toshiba. Ở đây thì nó có 3 cấp độ gió, 1, 2, 3. Và bên này là mình có thể xoay hẹn giờ theo nhu cầu. Rồi bây giờ em xin kết thúc clip nha. Các bác có nhu cầu mua quạt 1,6 triệu của thương hiệu Sharp hay là quạt Toshiba 1,2 triệu thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để em chốt hàng và khi chuyển đủ thì em bao ship tận nơi.